Hôm trước có đã báo giới thiệu là sẽ có học viện đến ngày Phật giáo Nam Truyền, tức là nguyên thủy Phật giáo đến Nam Úc để thuyết pháp. Các bạn là hôm nay bạn là chuyển pháp quan chúng tôi đã được hân hạnh cùng đó học được đến để ba phát hành cho họ hàng Phật tử của chúng tôi tại Nam Úc. Chúng tôi nên nữa lâu và được thì làm từ bi để mà dìu dắt cho đạo học sau hàng Phật tử của chúng tôi biết thêm vài lời Phật dạy để tiếp tục trên con đường học Phật tu Phật để mà đi đến con đường chẳng làm để thoát thoát ly sinh tử luân hồi. Chúng tôi thành tâm cung kính và được bắt đầu buổi thuyết pháp ở hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho không khí nó liền được thân mật thì thầy xin tự xưng cho thầy và để nó liền với các thầy như thầy đồng trì vừa giới thiệu thì Phật giáo chúng ta đã đặt hai cái tông phái chính, đó là Nam tông và Bắc tông. Và thường tòa cũng đã nói rõ là trong năm sau Phật Niết Bàn Phật giáo cũng còn là một, đến khi 100 năm sau Phật Niết Bàn khi là kết hợp tâm tạng lần thứ hai bắt đầu có minh nhà đi không phải sự bất đồng của nghiệp hoàng dương chánh pháp, rồi đến chính xác là đến 200 năm sau Phật Niết Bàn thì mới có một cái kết hợp tâm tạng lần thứ ba, thì lúc đó mới là phân chia các cái bộ phái ra một cách rõ ràng. Thì hồi đó là chỉ phân chia ra là khoảng 18 đến 25 bộ phái, thì bởi vì cái này cũng dễ hiểu là bởi vì các cái về sau khi mà được cập nhật được làm rồi thì chia nhau đi chỗ này chỗ kia để mà hoàn pháp. Cho nên là trong quá trình hoàn pháp thì mình cứ đặt cái giáo lý của Đức Phật sẽ là tiếp xúc với là những cái nguồn giáo lý khác, do đó là nhiều khi mình phải du di một chút để mà nói chuyện với các tôn giáo khác và để mà giúp cho các tôn giáo khác họ hiểu được Phật, họ đi đến tiếp cận hoặc là họ theo Đức Phật. Do đó đôi lúc mình cũng phải có cái sự tiếp cận với họ một chút. Vì vậy mà trong sự tiếp cận đó thì nó làm cho cái có một vài cái biết hơi bất đồng một chút, nhưng mà từ là Đức Phật nhận biết bàn cho đến 200 năm sau thì thật ra là về hình thức lẫn nội dung sinh hoạt thì vẫn đều là giống nhau, chứ chưa có thay đổi gì, chỉ có thay đổi một vài cái tư tưởng nhỏ. Thì sau đó là chia ra làm 25 bộ phái, nhưng mà cuối cùng đó thì những cái bộ phái nhỏ coi như là họ mới thành lập ra rồi thì không ai theo rồi nó hết đi, chết đi ngay từ đầu, còn lại là khoảng 18 bộ phái. Nhưng mà trong 18 bộ phái đó thì nói như thường gọi chủ đề là chỉ còn lại hai bộ phái chính. Lúc đầu thì hai bộ phái đó chính đó chính là một bộ phái là Theravada và một bộ phái là Aryavada. Còn các bộ phái khác thì chỉ còn lại một cái bộ phái đó là Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhưng mà Nhất Thiết Hữu Bộ này thì cũng một thời gian mấy trăm năm sau cũng hết luôn. Cho nên hiện nay thì mình chỉ còn lại hai cái bộ phái chính, đó là bộ phái Theravada và Acharyavada. Thì cái bộ phái mà Acharyavada tức là đại chúng bộ, thì cái đại chúng bộ này là cho đến 600 năm sau Phật Thích Niết Bàn thì là phát hiện mình mẹ trở thành là Phật giáo đại thừa. Cho đến bây giờ đó thì người ta dùng hai cái từ để mà lúc đầu á, tức là cách đây
vào cái năm 1956, tức là cái buổi kết tập tâm tàng lần thứ 6, thì là hát lần tàng cái tên của các cái con phái là Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Bắc Truyền. Sở dĩ mà gọi Nam Truyền và Bắc Truyền là bởi vì nó có cái nhân duyên trong cái việc mà hoàn pháp á, là cái nhân duyên các cái vị mà trong cái sư phái nguyên thủy ấy, thì lại là truyền bá về phía Nam là chính, về Tích Lan rồi Nguyên Điền rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, và cũng truyền xuống một vài nước ở Đông Nam Á mình đó. Nói chung là Đông Nam Á tức là vùng phía Nam. Còn cái bộ phái mà Bắc Tông thì xây dựng mà được gọi là Bắc Tông là nội địa truyền lên phía Bắc, như là Tây Tạng hay là Trung Quốc hay là Mông Cổ, Nhật Bản, Đại Hàn, đó là những nước mà theo khi Bắc Tông. Thì gọi Bắc Tông và Nam Tông đấy là gọi theo cái địa phương, chứ thực ra cái Nam Tông Bắc Tông thì nó không có cái ý nghĩa gì về đạo cả, là cái vùng phía Nam của cái bán cầu và vùng phía Bắc của bán cầu, nên gọi là Bắc Tông và Nam Tông. Thứ hai thì có một sự khác biệt là ở chỗ này, Phật giáo Nam Tông tức là chủ trương là giữ nguyên cái giáo lý của Đức Phật từ ngàn xưa. Nói là giữ nguyên là thực ra thì về sau cũng có là có thêm những cái chú giải, không phải là hoàn toàn là nguyên thủy, nhưng mà trong Phật giáo nguyên thủy thì cũng nói rõ, tức là cái nào mà nguyên thủy thì là gọi là chánh tà, còn cái nào mà không phải nguyên thủy thì gọi là cái chánh tà với là cái tà chủ cũ, nó phân biệt ra rõ ràng. Còn một cái khuynh hướng thứ hai đó là khuynh hướng mà của Bắc Tông, tức là ngày nay là Phật giáo Đại Thừa. Thì Phật giáo Đại Thừa thì bởi vì là muốn triển khai cái Phật giáo đi vào quần chúng, tức là để cho mọi tầng lớp quần chúng hoặc là thậm chí các cái tôn giáo khác họ có thể là tiếp thu được cái giáo lý của Đức Phật, cho nên là vận dụng ra. Ví dụ như thế này, khi mà Phật giáo Đại Thừa mà qua Trung Quốc, phải làm thế nào để có cái người mà người ta trước đây người ta đã theo đạo Khổng hay là đạo Lao, người ta phải hiểu được Phật được, hoặc là đi qua Tây Hàn thì ở đó đã có mật giáo, cho nên là Phật giáo phải truyền qua đó thì nó cũng biến thành là mật tông. Hay là qua Nhật Bản thì là ở Nhật Bản họ có thần giáo, cho nên là mình cũng phải là làm sao mà mình có thể thu phục được cái thần giáo đó. Nói chung là cái nguyên tắc của Phật giáo Đại Thừa đó là trong việc hoàn pháp là phải kế lý và kế cơ. Kế lý tức là trên lý thì vẫn là giải lý nguyên thủy, nhưng mà trên cơ thì phải vận dụng sao để cho nó phù hợp với căn cơ tiền đồ của nhiều cái tầng lớp cùng chúng. Còn nguyên nguyên thủy thì lại là chủ trương giữ nguyên từ hồi đầu Đức Phật là dạy sao thì bây giờ cứ giữ lại thôi. Cái điều này thì nếu mà chúng ta mà hơi hẹp hòi một chút thì chúng ta cho rằng là như vậy là đạo Phật bị phân chia ngay từ đầu, mới 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì đạo Phật đã bị phân chia rồi, và đó là một cái nỗi buồn cho Phật giáo. Nhưng mà theo thầy đấy thì thầy lại nghĩ ngược lại, thầy cho rằng là cái việc phân chia này là một điều rất tốt, bởi vì cái việc phân chia này đấy là nó được cả hai cái tác dụng. Ví dụ như bây giờ nếu mình giữ một trong hai cái tông phái, ví dụ như nếu mà nguyên thủy không thôi mà không vận dụng cho quần chúng thì khó mà đi vào rất nhiều cái tầng lớp quần chúng khác nhau, cái căn cơ tiền độ khác nhau.
Nhưng mà nếu mình cứ vì căn cơ trình độ khác nhau của cuộc sống mà mình cứ vận dụng theo họ thì mình có thể bị mất gốc. Vì vậy cho nên có hai cái tông phái cùng tồn tại. Các cái tông phái khác các dạy mình đều biến mất hết, chỉ còn hai tông phái được tồn tại. Mà hai tông phái đó lại là cố thúc cho nhau rất là tốt. Hồi xưa thì hai tông phái đôi lúc cũng còn có những cái bất đồng ý kiến, với là tức là bên này thì cứ nói là phải dựa chung đúng lương thiện được, còn bên kia thì phải nói là dựa lương thiện về cái ai mà khác, thì mình phải là vận dụng sao cho nó hợp với cùng chúng. Thì lúc đầu nó có vẻ là bất đồng, nhưng sau này thì có cái hiện tượng rất là hay, nhất là cái hiện tượng mới gần đây ấy, thì thật sự không còn có một cái phân chia cái ranh giới của cái tông phái nữa, mà một người Phật tử Bắc tông có thể vẫn nghiên cứu giáo lý Nam tông, và một người Phật tử Nam tông vẫn nghiên cứu giáo lý Bắc tông. Và điển hình thì chính là thầy, bởi vì thầy là cái người trước khi mà theo Phật giáo Nam tông thì là gia đình theo Phật giáo Bắc tông, và chính thầy là đệ tử của Ôn Đồ Thọ. Thế nhưng mà khi xuất gia thì có cái nhân duyên đó là xuất gia theo Nam tông, bởi vì cái đó là do cái cảm hứng hoặc là có cái nhân duyên của mỗi người. Khi mà qua Phật giáo Nam tông thì vừa nghiên cứu Phật giáo Nam tông và vừa nghiên cứu Phật giáo Bắc tông, và thậm chí là nghiên cứu các cái tôn giáo khác hoặc là các cái triết học Đông phương Tây phương. Bởi vì mình cần phải mở cái tầm nhìn của mình càng rộng phương nào thì mình càng nhận thức đúng về Phật giáo mình chừng đó. Bởi nhiều khi trong Phật giáo mình có những cái rất hay, nhưng mà mình không nhìn một cái tầm nhìn rộng lắm thì mình lại không thấy được cái hay của mình. Rồi đôi lúc mình lại bám thụ một cái quan niệm nào đó mà mình không có triển khai được hết cái mọi mặt của Đạo Phật. Nhưng mà khi mình nghiên cứu hết tất cả các cái tông phái và các cái tôn giáo khác ấy, thì mình mới thấy rằng là trong Phật giáo mình có một cái ưu điểm là nó bao hàm được hết tất cả những cái mặt mình của các tôn giáo khác, những cái ưu điểm của các tôn giáo khác. Ví dụ như bây giờ nói rằng là mình nói đến cái phương diện mà vô vi vô tác, vô tướng vô không, vô tướng vô tác vô cầu. Nếu mình nói đến cái phương diện đó, thì nếu mà mình đọc cái tư tưởng của Lạc Tử thì mình thấy rằng là cái tư tưởng Lạc Tử nó cũng là giống như cái tư tưởng mà vô vi vô tác của Phật giáo. Nhưng mà đến một người phương diện mà đi vào quần chúng, hướng dẫn quần chúng để sống theo cái điều thiền, bỏ cái điều ác làm điều thiện và dụng tâm trong sạch. Nếu mà mình làm theo cái nguyên tắc đó đối với đạo của mình đúng thì nó lại là cái giới định tuệ, nó lại mang cái tính chất của Khổng giáo. Bởi vì Khổng giáo là mục đích là đem lại cái điều thiện, đem lại sự ổn định cho quần chúng ở thế gian. Như vậy thì mình thấy là Đạo Phật vừa có cái mặt xuất thế mà vừa có cả cái mặt nhập thế. Còn nếu không thì mình cứ tưởng là, hoặc là mình tưởng là chỉ có nhập thế. Có nhiều người chỉ nghĩ đến phương diện nhập thế mà không thấy ra cái mặt xuất thế, mà có người lại cứ nghĩ đến mặt xuất thế mà không có thấy ra được mặt nhập thế. Trong khi đó, nếu mình đọc là tự học tự, mình thấy được cái tính chất xuất thế và nhập thế của hai cái vị này, thì mình lại thấy là trong Đạo Phật mình lại có cả hai. Cho nên cái mà cái điểm cao nhất của Lạc Tự này cũng có trong Phật giáo, cái điểm cao nhất của Khổng Tự cũng có trong Phật giáo. Còn nói về đức tin của Đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì Đạo Phật mình là cũng không có thiếu cái đức tin đó. Như vậy thì là đức tin cũng có, trí tuệ cũng có, từ bi cũng có, tất cả mọi phương diện thì trong Đạo Phật mình đều có. Cho nên khi mà mình càng nhìn cái nhìn càng thế nào thì mình càng mở, càng thấy rõ cái thâm sâu và rộng lớn của Đạo Phật. Cho nên đó là khi mà một người tự bắt tông mà
quan hệ lắng nghe khi những gì mà bên Nam Tông dạy giáo lý, hay là những gì mà bên Nam Tông lắng nghe khi giáo lý của các vị quan pháp của bên Bắc Tông, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy ra được cái vẻ đẹp là luôn của đạo Phật. Tức là mặt nào đạo Phật mình cũng đáp ứng được, cao siêu màu nhìn đến đâu của nó, mà là đi xuống tận cùng với chúng sanh để mà hòa đồng với chúng sanh thì còn có. Đó chính là cái vẻ đẹp của đạo Phật. Vì vậy cho nên có hai con cái, đó là cái điều mà chính là giúp cho Phật giáo mình tồn tại lâu dài. Như hồi nãy là thầy có nói đó, nếu như mà mình chỉ phát hiện một trong hai tông phái thôi thì có lẽ là cái sự phát hiện của đạo Phật cũng không có lớn mạnh như bây giờ. Bởi vì cái giáo lý mà của Nguyên Thủy thì bởi vì cái Phật ngài nhấn mạnh đến cái sự giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát thì bây giờ làm sao mà đi vào cùng được, phải làm sao mà để vận dụng để đi vào cùng chúng được. Nhưng mà nếu như mình chỉ đi cùng chúng thôi thì đôi lúc mình lại là sống thiếu giác ngộ giải thoát, thì cho nên hai cái điều này nó phải bổ túc lẫn nhau. Và chính cái bổ túc lẫn nhau này là rất tuyệt vời. Thì hiện nay nó có một cái hiện tượng nó cũng hơi lạ, nhưng mà cái hiện tượng này là một hiện tượng đáng mừng. Ví dụ như là rất nhiều tăng ni thực sự Bắc Tông là qua hành thiền ở các cái nước Phật giáo Nam Tông hoặc ngược lại, thì cái đó là một cái điều hiện tượng rất là đáng mừng. Bởi vì nếu mà chúng ta học hỏi lẫn nhau như vậy đó, thì mình mở cái tầm nhìn, mở cái nhận thức của mình ra để mình đừng có cục bộ. Bởi vì thật ra khi mà đã nói đến chân lý thì không thể cục bộ được. Chân lý là một cái toàn diện, mà ai có được một cái tầm nhìn toàn diện đó, tức là thấy được cái mọi mặt của đời sống, thấy rõ cái mọi mặt của pháp, thì lúc đó cái không những là giác ngộ giải thoát mà lại còn đem cái giác ngộ giải thoát đó đi vào quần chúng để đem lại lợi ích thiết thực cho quần chúng. Thì thực ra cái mà nguyên lý rốt ráo của đạo Phật thì vẫn là tu. Cái gì khác nhau á, khác nhau trên mấy điểm này. Thứ nhất là khác nhau trên cái tổ chức hay là cái hình thức. Vì nếu mà nói về hình thức tổ chức á, thì ngay trong Bắc Tông thì cũng có thập đại môn phái, thập đại tông phái. Cái thập đại tông phái này ví dụ như là mỗi tông phái thì chọn một cái cuốn kinh để làm cái yếu chỉ của tông phái này, ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, hay là Không Tông, Hữu Tông, hoặc là Luật Tông, hoặc là Tịnh Độ Tông, Thuyết Thai Tông chẳng hạn. Qua bên Nhật Bản là có thêm cả Chân Tông và nhiều cái tông phái khác. Rồi qua bên Tây Hàn thì có một tông. Như vậy thì là ngay trong phía Bắc Tông cũng có nhiều tông phái khác nhau, và điều đó cũng không là điều tốt, không phải là điều xấu. Trình độ tông để phù hợp cho một số căn cơ trình độ thì thiền tông lại là phù hợp cho một số căn cơ trình độ khác, và mật tông thì lại đáp ứng được cái nhu cầu tu học của một số căn duyên khác. Như vậy ấy, cái điều quan trọng là thế này: làm thế nào mà chúng ta có một cái nhìn hòa hợp với nhau, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thầy lấy một ví dụ như thế này: kia thầy có thể lập một cái ngôi chùa ở tại Bà Rịa là chùa Viên Phong, thì cũng may mắn là Phật tử họ đến cúng dường khá nhiều, với lại là tăng ni trong chùa đó thì cũng là cực lực mà lao động, cho nên là trong chùa này thực phẩm là khá nhiều. Thế thì gần đó là có nhiều chùa Bắc Tông, mà mấy cái chùa Bắc Tông này thì lại là tăng cúng đông quá,
cho nên nó là hơi thiếu cái một chút. À, nhiều khi là thiếu gạo, nhiều khi thiếu chuối, nhiều khi thiếu cái này cái kia gì đó, thì là cứ qua bên kia biên không là cứ thấy bên này dư thì cứ lấy về. À, rồi có một cái ni cô không phải là ở gần đó mà lại là ở tầng quân ngã, mình đi vào thì là thấy có một số những cái thực phẩm mà ở chùa dùng không hết, thì mới gọi điện thoại có thầy nói là thầy có phép con dòm cái này ra, cái nào cần thiết để lại cái chùa thì để lại, còn cho chúng con đem về, bởi vì Quảng Ngãi là các chùa thiếu lắm, để cho con về. Thì thầy rất hoan hỷ. Thì nếu như mà mình có một cái sự mà hòa đồng với nhau và là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, còn cái mỗi tông phái có một cái cách tu khác nhau, thì cái sự khác biệt là khác biệt thứ nhất là khác biệt trên cái sự tổ chức. Tại vì cái tổ chức của mật tông nó khác, tổ chức của thiền tông khác, tổ chức của tịnh độ tông khác chẳng hạn. Hiện nay đó là nói chung đó, là mặc dù có nhiều cái tông phái, ví dụ như Hoa Nghiêm tông hay là Pháp Hoa tông, nhưng mà nói chung đó, thì vẫn là ba cái tông chính ở bên Bắc tông hiện nay là mật tông, tịnh độ tông và thiền tông. Thì ở Việt Nam mình đó, thì cũng có một cái đấy. Ở Trung Quốc, ở Nhật Bản hay là ở Tây Tạng đó, thì là nước nào thì theo cái tông đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình đó, thì một cái ngôi chùa đó, nói là thiền tông nhưng mà vẫn là tuần tú hay là niệm Phật. À, cho nên đó, nói như ở Việt Nam mình có cái hay là nói là ba tông, nhưng thực ra là không, cái phần dùng tu tập của mình đó, thì cái nào cũng có. Đó là mình nói bên Đại Thừa là như vậy. Thì cái tinh thần đó là rất hay, tinh thần làm sao mà mình hài hòa lại được với nhau, thì học hỏi lẫn nhau, thì cái đó nó rất hay. Còn cái thứ hai đó là sự khác biệt về cái phương pháp đó, thì đương nhiên nó phải là tùy theo cái trình độ căn cơ để mà vận dụng ra phương pháp. Cũng giống như mình nói cho dễ hiểu như thế này, nhiều như người miền Trung thì là thích ăn một số món ăn khác, mà người miền Nam thích ăn một số món ăn kiểu khác, mà người miền Bắc thì lại là nấu món ăn theo một cái kiểu khác. Tại sao mà khác như vậy? Tại vì do cái địa phương hay là do cái khí hậu thời tiết ở mỗi nơi, hoặc là ở mỗi nơi là có một cái số đặc sản nào khác cũng khác nhau, cho nên trong cái sự biến chế cái món ăn thì nó khác nhau. Nhưng mà trong việc biến chế món ăn khác nhau á, thì cái món ăn càng nhiều thì càng tốt chắc bao. Ví dụ như mình ra mình đi ra ngoài chợ mà bán rất nhiều cái món ăn, thì lúc đó mình mới tới mình lựa cái món nào mà thích hợp với cái tiêu hóa của mình á, hoặc là thích hợp với cái miệng của mình á, thì mình muốn, thì như vậy là quá hay. Thì có một giá của mình, tức là một cái tâm thái, thậm chí không phải là tâm thái chính mà là có một cái gọi là cái hệ thái nhỏ. Cái hệ thái nhỏ đó là phát xuất từ một cái kinh nghiệm tu tập của một vị tổ, mặc dù bây giờ trong truyền tâm, nhưng mà vị tổ này thì có một cái cách khác, vị tổ kia có một cách khác, chứ không phải là tất cả truyền tâm đều giống nhau. Trình độ tâm cũng vậy, mặc dù trình độ tâm là một, nhưng mà có thể là cái trình độ tâm của ngôi chùa này thì lại là cách niệm Phật khác, hay là cách là tụng kinh, là cách sử dụng cái thời gian, nó khác tùy theo cái điều kiện ở đây. Nhưng mà nếu một cái ngôi chùa nó ở bên Mỹ hoặc là ở bên Pháp thì lại tùy điều kiện của cái ở bên Mỹ hay bên Pháp để mà vận dụng cái cách tu đó. Do đó mình thấy là cái việc mà vận dụng ra thành ra cái phương pháp khác nhau đó, nó cũng là việc tự nhiên để đáp ứng cái trình độ tâm tư của mỗi người. Do đó, mặc dù có sự khác biệt ở giữa cái phương pháp, nhưng mà đừng nghĩ rằng là có sự khác biệt giữa phương pháp đó, thì là khác nhau hay là chống đối nhau. Mà thực ra là bởi vì nó phù hợp với cái căn cơ trình độ của mỗi người. Thì thầy có lấy một cái ví dụ mà để cho nó dễ hiểu nhất là bởi vì thầy đang đeo kiếm. Ví dụ như thầy đeo kiếm là
một độ. Thì đương nhiên là đeo kính một độ đối với thầy là để giúp đỡ. Chứ là còn nếu mà đeo hai độ thì sao mà có được, mà đeo nửa độ thì cũng có được. Nhưng mà cái người mà họ hai độ thì họ phải đeo hai độ, cho bây giờ biểu họ đeo một độ như mình sao được. Vì vậy cho nên nó cũng giống như là cái nhu cầu mà đeo kính này, cái phương pháp tu tập cũng vậy, tức là cái người nào phù hợp với cái phương pháp nào thì cứ tu theo phương pháp đó, và làm sao đó mà mình là có thể chia sẻ với nhau, chia sẻ với nhau như thế này. Ví dụ bây giờ lại giống như bây giờ thầy có một phương pháp, nhưng mà có một người thực sự đến thì thầy mới trình bày cái phương pháp đó, nhưng mà họ nói con làm không được, cái phương pháp mà con làm không được, thì tại sao mình lại không giới thiệu qua cái chùa kia có cái phương pháp khác? Nói vậy thì hoặc mình đi chùa đó là có cái phương pháp khác để qua thì dựa dành chịu tội được hay không. Thế thì nếu như vậy thì nó hay lắm đấy, phải không? Bởi vì như vậy là mở cái đường dòng ra cho Phật tử, người ta có thể đến tìm hiểu cái pháp môn này hay pháp môn khác để người ta tu tập phù hợp với cái mình. Như vậy á thì là quan trọng là ở cái chỗ có cái người hay là có cái gì thầy vì tôi mà đã giác ngộ được, qua cái phương pháp tu tập của mình đã giác ngộ được, thì bây giờ là truyền lại cái phương pháp tu tập đó thì là thế nào tốt. Cũng giống như bây giờ có một người biết nấu một cái món ăn rất ngon, thì bây giờ truyền lại cái nấu ăn đó cho người khác. Bây giờ nhà nó giống bình thường thì không có gì lên, không có gì lơ là. Vì vậy cho nên là mình phải là mình tu tình độ, nhưng mà mình vẫn là kính trọng cái người tu theo thiền tông, và người tu theo thiền tông cũng phải kính trọng cái người tu theo mật tông, và người tu theo mật tông cũng phải kính trọng người tu theo tịnh độ, và một người tu theo bắc tông cũng kính trọng một người tu theo nam tông, và ngược lại. Nếu mà như vậy thì đạo Phật chúng ta rất là tuyệt vời. Và thực ra đạo Phật chúng ta đã từng là tuyệt vời như vậy ở trong một nước mà có thể là hợp tác lại với nhau để mà lập thành một cái giáo hội chung. Tông phái địa quyền nào thì được giữ cái tông phái địa quyền đó, nhưng mà là hợp sinh hoạt chung, tất cả các cái tông phái lại đứng lại được với nhau, hòa hợp lại được với nhau. Thì cái đó nó tùy tấm cái tình, tấm cái điều kiện của một nước, tức là điều kiện của một cái xứ sở hay là một cái tổ chức xã hội nào đó mà nó biến đổi khác nhau. Nhưng mà nói chung ấy, thì cái tinh thần mà hòa hợp cũng là cái tinh thần rất là tuyệt vời. Như vậy thì nó chỉ khác nhau trên hình thức, còn cái nội dung ấy, thì có rất nhiều cái điểm mà Phật giáo là giống nhau. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nói là tứ diệu đế hay là bát chánh đạo hay là từ vi thị xã, thập nhị nhân duyên, hay là có những cái ngôn, cái ngôn ngữ, có những cái pháp mà cho dù tôn pháp nào đi nữa thì cũng là dựa trên những cái pháp đó. Thí dụ như bây giờ là mình có tu kiếm gì ấy, thì mình cũng dựa trên mắt tai mũi lưỡi thân ý các thân hương để xuất phát. Nhãn thức, nhị thức, tiểu thức, trực thức, thân thức, ý thức mà mỗi người đều có. Như vậy á, thì là cơ bản tất cả chúng ta vẫn là có cùng chung cái mà mọi người đều bình đẳng như vậy. Thế còn vận dụng ra, khi vận dụng ra những cái cái cơ bản đó, tức là gọi là thế lý, thì tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người để mà hướng dẫn riêng thì phải đó mình sẽ tạo ra những cái có vẻ khác nhau, nhưng mà cái đó thì là không quan trọng. Mà cái sự khác nhau đó là tốt hơn cho cả con người. Thế thì bây giờ thầy trình bày một cái pháp, mà cái pháp này đó chắc chắn là tất cả Phật tử cho dù tông phái nào cũng đều phải có hết đâu. Bây giờ thầy đố ai biết là có một cái pháp gì
mà cái pháp đó là tu cho tất cả những người Phật tử, không không có thể ai từ chối được điều đó. Nhưng mà cái đó thì là tình độ tông, nhưng mà thiền tông thì người ta lại không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mật tông thì ta niệm là Om Mani Padme Hum, người ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy nó chưa phải là chung. Có cái gì mà mình tìm ra đó, là bất kỳ tông thái nào cũng là cũng phải theo cái đó, chứ không thể khác được. Mà cái này là cái cơ bản nhất, nó vừa là cơ bản nhất mà nó vừa là cao nhất. Vô ngã, vô ngã đúng, nhưng mà vô ngã thì đó là nói về cái tính chất của pháp rồi, chứ chưa đây chưa phải là pháp tu. Giới định tuệ, giới định tuệ là rất chính xác. Nếu mà có một cái, ví dụ như bây giờ một người nói niệm Phật, tôi chỉ cần biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không cần biết giới định tuệ. Hoặc là thiền tông thì nói rằng là chỉ cần kiến tánh thành Phật thôi, cho tôi cũng cần giới định tuệ. Nếu như mình hiểu giới định tuệ là gì thì mình sẽ thấy rằng là giới định tuệ là cơ bản của tất cả các tông phái, là cái câu trả lời đó rất chính xác. Tuy nhiên có nhiều tông phái thì chỉ cần là niệm chú thôi. Dạ, con kính thưa Phật rồi. Thì con nghĩ đó là khi ta mà còn bộ tay nghe hoặc Phật tử thì lưu lửa Phật Pháp và tay xa cố lần ai. Dạ. À, quay đó là Phật Pháp Tăng. Bây giờ có ai có không phải nào từ chối Phật Pháp Tăng không? Không có ba. Vì vậy Phật Pháp Tăng là cái chung với tất cả các tông phái. Vậy thì bây giờ cho dù là mình tông phái nào thì mình cũng có cùng chung Phật Pháp Tăng rồi, Tăng. Thế thì nếu mà mình đã cùng chung Phật Pháp Tăng và mình sẽ hướng đến Phật Pháp Tăng, bởi vì tất cả chúng ta ai tu hành cũng đều muốn giác ngộ thành Phật hết. Vậy thì cái Phật Pháp Tăng là cái hướng mà cái mà chung hết cho tất cả. Nhưng mà có cái hay là thế này, Phật Pháp Tăng vừa là mục đích tối hậu mà vừa là phương tiện khởi động. Tại sao gọi là mục đích tối hậu và phương tiện khởi động? Là bởi vì một người mà mới vào tu mà bắt đầu xin tin theo Phật ấy, là đến xin được quy y tam bảo, đúng không? Như vậy là khởi đầu gì nữa? Khởi đầu là một người đến xin quy y tam bảo. Nhưng mà đến khi mà cái người đó đến tu đến tận cùng ấy, thì cái người đó lại là đạt tới tam bảo luôn. Tức là người đó đã đạt đến cái chỗ mà Phật Pháp Tăng là trong từ tánh của chính mình. Từ cái cái mà mình bắt đầu quy y Phật Pháp Tăng cho đến nhận ra rằng là Phật Pháp Tăng chính là từ tánh của chính mình, thì là nó vừa là cái khởi đầu mà cũng là cái tận cùng của đạo Phật. Thì bây giờ cho dù mình có tu theo tông phái nào đi nữa thì cái tận cùng vẫn là đã tới chỗ rốt ráo của Phật Pháp Tăng, phải không? Do đó cái người đầu tiên mà tu đó là phải quy tam bảo. Vậy thì bây giờ đó, mình phải hiểu quy y tam bảo như thế nào để cho tất cả chúng ta đều có thể là quy y tam bảo giống nhau, dù cho là ở tông phái nào. Thì cái định nghĩa mà của thầy nói về quy y tam bảo ở đây là tổng hợp của tất cả các tông phái, bởi vì như vậy là thầy có giới thiệu là thầy là cái người mà nghiên cứu tất cả các tông phái, chứ không phải chỉ riêng cái phái nguyên thủy mà thầy đang theo. Do đó thì thầy có một cái may là thế này, nếu ai hỏi thầy xin Pháp Hoa thầy cũng có thể trả lời được, nếu ai hỏi xin thầy xin Lăng Nghiêm thầy cũng trả lời được, hay là xin Hoa Nghiêm
hay là kinh Lăng Già Tâm Ấn gì đó, tất cả kinh Bắc Tông Nam Tông gì, hay là nói Ni Khai Gia, hay là nói A Hàm gì đó, thì các vị hỏi thì thầy còn có thể là tùy cái khả năng của thầy để mà thầy trả lời. Bởi vì hầu như tất cả các cái kinh điển đó để thầy có nghiên cứu qua, thì nhờ cái mà nghiên cứu qua đó cho nên thầy có một cái định nghĩa về chú ý tam bảo hơi làm chút. Thì bây giờ thầy trình bày để nếu mà thấy các Phật tử thấy rằng là cái điều mà thầy trình bày về chú ý tam bảo này mà đúng thì chúng ta sẽ cùng làm theo. Thứ nhất là Phật bảo, thì khi mình nói là chú ý Phật thì thường thường mình cũng có hơi hai nằm trong cái quan niệm là quy y Phật. Ví dụ như nói là tôi quy y Phật là tôi đi quy y Đức Phật Thích Ca, cho tôi không quy y Đức Phật A Di Đà. Còn phải trình độ thì nói rằng là tôi quy y Đức Phật A Di Đà thôi. Còn phải mật tông thì nói là tôi quy y cái Phật Tỳ Lô Giá Na. Ví dụ như vậy. Thì nghĩ như vậy là không đúng. Nghĩ như vậy không đúng là bởi vì sao? Quy y Phật không phải là quy y cá nhân một vị Phật này. Nếu như mình quy y cá nhân vị Phật này rồi mình gặp vị Phật kia mình lơ hẳn. Cho nên á, quy y Phật thì nếu mình nói về con số đó thì phải quy y chư Phật, mà chư Phật không quá khứ hiện tại mà vị lai nữa. Đó là nói về số lượng. Nhưng mà nói về ý nghĩa đó thì chư Phật là ý nghĩa gì? Bây giờ thầy hỏi là ai nói với thầy là Phật có ý nghĩa gì? Bây giờ là cái ý nghĩa mà đơn giản nhất, nổi bật nhất của chữ Phật là gì? À, giác. Nhưng mà muốn giác thì sao? Tỉnh thức, rồi chính xác. Tỉnh thức ở đây đó, có nghĩa là một cái trí tuệ hoàn toàn là thông sáng, phải không? Sáng suốt, phải không? Tức là Đức Phật nhờ hoàn toàn sáng suốt mà giác ngộ, có phải vậy không? Hay nói một cách khác, cái sự bước tha là bằng từ là biết bước chân lý, có nghĩa là thông suốt, có nghĩa là sáng suốt hoàn toàn. Cho nên Đức Phật được gọi là giác giả. Cho nên vừa rồi có một Phật tử nói là giác là đúng. Cái chữ giác ở đây có nghĩa là giống như là tích giác, tích thức. Tức là mọi rõ ràng đối với bản pháp. Còn mình đó, thì đối với bản pháp là do cái tham lam sân hận si mê, cho nên là hiểu ra chuyện này hiểu ra chuyện kia, cho nên mới sinh ra chuyện nào khổ đau báo. Nhưng mà Phật đó, thì hoàn toàn khác suốt, cho nên là không có luân hồi sinh tử chuyện nào khổ đau, đúng vậy không? Vậy thì mình quy y Phật là quy y thật. Bây giờ hai chị nói là mình làm thế nào để mà mình quy y Phật? Đơn giản là thế này. Thực ra trong người mình á, cái gì quy y, cái đầu quy y, là cái tay quy y, hay là cái chân quy y, hay là cái gì trong người mình quy y? Nói ông cũng đúng. Bởi vì đấy, chỉ cái tâm không, thì rồi cái tâm mình muốn làm gì đó làm thôi. Đó. Thân thầu ý chính xác. Thân thầu ý là hoàn toàn chính xác. Tức là như vậy, quý Phật có nghĩa là thế này. Hành động phải nương nơi sự sáng suốt. Nói năng phải nương nơi sự sáng suốt. Và suy nghĩ phải nương nơi sự sáng suốt. Đó gọi là quý Phật. Tức là thân thầu ý hay là hành động nói năng suy nghĩ thường là phải lương đến sự sáng suốt thì gọi là quy y Phật. Quý vị có đồng ý như vậy không? Đồng ý đó. Bây giờ tông phái nào ngồi đây có bao nhiêu tông phái cũng đều đồng ý như vậy rồi. Tại vì bây giờ mình tu tập mà mình không sáng suốt được không? Không được. Cho nên ấy, gọi sáng suốt là Phật pháp, bạc là pháp, bạc là quý báu. Bởi vì bây giờ trên đời này có cái gì quý báu hơn là sáng suốt không? Không có. Ví dụ như bây giờ mình có một tấm
hộp tròn hay là kim cương, à quên, hộp tròn hay là vàng. Nhưng mà mình không khát thuốc thì có khi hại mình cũng phải. Cho nên cho dù mình có cái gì quý nhất trên đời này mà mình không khát thuốc thì cũng coi như tự hại mình thôi. Vậy thì khát thuốc là yếu tố mà quý báu nhất trên đời, nên gọi là Phật Pháp. Vậy cái quý Phật Pháp có nghĩa là mình làm cái gì hay là nói năng gì hay là suy nghĩ gì thì phải là nguồn tượng, phải là ý tứ trên sự khát thuốc. Thế nói một cách khác là khi hành động nói năng suy nghĩ mình phải là khát thuốc thì đó chính là quy. Vậy thì quý Phật có phải là mình làm cái lễ quý xong rồi cái mình ra mình không khát thuốc gì cả thì có còn quý Phật không? Không còn quý Phật. Nếu như mình mà hàng ngày mà mình làm bất kỳ việc gì, dù là khi mình tụng kinh, dù là khi mình niệm Phật, dù là khi mình lái xe ngoài đường, hay là dù là khi mình đang nấu ăn trong nhà bếp, hay là bất kỳ lúc nào mà mình hành động nói đang suy nghĩ sáng suốt thì lúc đó mới là quy Phật. Còn có một lúc nào đó mà mình nổi giận, mình chơi mắng nhau với người ta thì lúc đó là quy Phật Pháp đang đi đâu mất hết rồi. Và nó quy rồi nhưng mà không biết cảnh nào mà quy lại đâu có đồ nên không quy rồi nhưng mà bây giờ đi đâu trước à. Nhưng mà nếu như ngay khi đó mình nhớ lại mà mình sáng suốt trở lại để mà hành động nói đang quy sáng suốt trở lại, tức là mình lại quy Phật à. Cho nên quy Phật là cái mà mình phải là cái tu từng giây từng phút, tu bất kỳ ở chỗ nào thì khi đó mới là tùy sự tu xứ được an lạc này. Tức là chỗ nào mình cũng an lạc được nếu như mình mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt. Thứ hai, bây giờ là cái gì pháp? Theo quý vị pháp là gì? Theo quý vị là pháp là gì? Để khỏi mất kỳ giờ thì thầy nói luôn. Pháp tức là chân lý, tức là sự thật. Có đúng không? Pháp tức là chân lý, là sự thật. Nhưng mà chân lý và sự thật thì nó có tính chất gì? Bất biến. Bất biến, bất biến là đúng. Nhưng mà mình nói cho dễ hiểu hơn á, thì nói bất biến thôi đúng không? Mình tưởng là nó cứ thường hàng bất biến là nó trở thành thường kiến. À, cho nên là mình phải thành trọng một chút. Bất biến là đúng. Nhưng mà không phải là bất biến, mà thật ra là cái này. Nếu mà nói là không sinh không diệt, không thường không đoạn, không cưới không lai, không nói vậy thì đúng. Thế giờ mình nói bất biến thì nó trở thành một bế mất. Cái sự thật đó thì nó là nói chính xác là sự thật, tức là thực tánh pháp, tức là cái bản chất thật của pháp. Và bản chất thật của pháp đó thì gọi là tịch tịnh. Thì tính chất của pháp là tịch tịnh. Cho nên có câu kệ như thế này: chư pháp cùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng, xung đáo bất hoa khai, hoàng quân đề diệt thực. Tức là cái khái mở cái tịch diệt tịch tịnh đó. Còn á, bây giờ cái tâm mình mà vòng đồng thì nó còn sự thật tưởng nữa không? Còn tại vì tâm mình vòng đồng lên cái thì là sự thật biến là mất. Sự thật thì vẫn đó, có đó, nhưng mà mình thấy tại vòng đồng thì mình thấy cái vòng đồng thôi, cho nên đâu có thấy được sự thật. Vậy thì muốn thấy được sự thật thì tâm phải là tịch tịnh, phải là tâm tịnh tịnh. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình lấy cái yếu tố pháp là chân lý đó, là sự định tĩnh. Thế là mình nói cho mình, bởi vì khi mình định tĩnh thì lúc đó mình mới thấy được các pháp là tịch tịnh, phải không? Khi nào tâm mình hoàn toàn nó là định tĩnh thì lúc đó mình mới thấy là xung đáo bất hoa khai và vấn đề vô thường. Còn khi mình tâm mình mà không tịch tịnh thì thấy từ dây thành cũng đáng. Có phải không? Tức là mình sẽ thấy thay, cho nên là cái tâm mình phải là bình tĩnh. Vì vậy á, thì mình có thể nói như thế này: quy y pháp tức là hành động phải bình tĩnh,
nói láo phải bình tĩnh và suy nghĩ phải bình tĩnh, như vậy gọi là quy phạm. Bởi vì Đức Phật ngài nói thế này: khi tâm tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Còn tâm mình vòng nào thì người buồn càng có vui đâu bao giờ, phải không? Thế là khi mà tâm mình buồn thì mình thấy cái gì cũng buồn cái tâm. Nhưng mà cái tâm mình mà tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Khi nào mà một cái người mà còn nói rằng là cái đó tôi không thích, cái đó tôi thích, cái đó là thế này thế kia, rồi cái tâm mình cứ là vòng đồng á, thì chưa phải là quy pháp. Bởi vì như vậy đâu có tịch tịnh gì đâu, phải không? Lúc đó mình thấy toàn là lãng sanh, toàn là đối kháng lẫn nhau, toàn là đối kỳ lẫn nhau, thì làm sao mà có cái tịch tịnh được. Do đó muốn quy pháp thì là phải hành động bình tĩnh, nói năng bình tĩnh và suy nghĩ bình tĩnh. Bình tĩnh hay là trầm tĩnh hay là tĩnh lặng hay là ổn định cái gì được, nói từ gì cũng quan trọng, nhưng mà thấy ra được cái điều đó. Là sao mà bây giờ là chuyện gì xảy ra trên đời này á, tâm mình vẫn không động thì như vậy là tịch tịnh á. Cái tâm mình vẫn động á thì cho dù cái chuyện gì xảy ra trên đời này đó, thì nó có cái nhân duyên nghiệp báo trong đó hết, cho nên mình đừng có nổi nóng vô làm gì, mình đừng có bực tức làm gì, mình đừng có buồn phiền làm gì. Tất cả mọi chuyện đó trên cuộc đời này đều là cái bài học để cho mình giác ngộ cả. Thì tất cả pháp đều là tịch tịnh. Cho nên khi một người mà nói tại sao mà bên phải tịnh độ, mình nói rằng là khi mà mình niệm Phật mà đến được tâm rồi, sau khi chết đi rồi mình sẽ được lên cõi tịnh độ. Cái chữ tịnh độ đó chính là cái tịch tịnh này. Tức là nếu mình niệm Phật mà đã đến cái chỗ mà nhất niệm rồi thì tâm có thể là tịch tịnh. Mà tịch tịnh thì lúc đó là quy pháp, cho nên mới gọi là về cõi Tây Phương tịnh độ. Cái gọi Tây Phương tịnh độ là gọi để nói ra cái tịch tịnh của bản thân. Cho nên khi cái người mà tâm mà nhất niệm rồi thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh, thì lúc đó là tình đồ là khác mà nó ở đâu cũng là tình đồ cả, bởi vì tùy kỳ tâm tình tức tốc độ tình. Cái tâm mình mà tình là thấy cái gì cũng tình hết trơn, mà tâm mình mà nội tâm thì con tham cái là cái gì cũng là bực mình hết trơn, sao mà tâm mình mà tham một cái mà thôi cái gì cũng tham. Rồi cái tượng từ cái tham thân đó mà cái tượng nó phát hình lên, rồi cứ tượng theo cái tham của mình, tượng theo cái tâm của mình mà bóp méo toàn bộ cái cuộc sống này nó trở thành ra những cái hình ảnh sáng xấu xa, đau khổ phiền não, cho nên ra tất cả các pháp đều tịch tịnh. Vì vậy cho nên nếu mình hành động nói năng suy nghĩ tỉnh tĩnh thì đó là quy pháp. Bây giờ tăng là cái gì, tăng là có ý nghĩa gì? Tăng được định nghĩa là thanh tịnh. Cái tịch tình với thanh tình khác nhau ta đúng không? Tịch tình tức là vắng lặng, còn thanh tình tức là trong sạch. Cái vắng lặng á, cái vắng lặng là ví dụ như mình để một cái ly nước mà nó yên á là gọi là vắng lặng, nhưng mà nó trống á thì gọi là thanh tình. Hai cái khác nhau ở cái độ đó. Tịch tình á thì là nó được yên, còn thanh tình á là nó là sạch sẽ hoàn toàn. Vậy thì á, chị Tăng á, theo bên truyền thống và nguyên thủy á, thì chị Tăng được định nghĩa là Sangho Visuddho, tức là Tăng là thanh tịnh, Sangho Visuddho. Và Tăng và Sangho Visuddho đó thì nói rõ ra bốn cái yếu tố, đó là Supatthipanno, Bhagavato, Savaka, Sangho, tức là Sangho. Thế là tức là tăng là thánh hiền, Supatthipanno là thánh hiền. Thứ hai là Usupatthipanno là chánh trực. Thứ nhất là thánh hiền, thứ hai là chánh trực, thứ ba là Nyayapatthipanno, tức là minh bạch đâu đó rõ ràng. Thấy gì ra cái đó, nói gì làm đấy, làm gì nói đấy, tức là cái nào thì nó rõ ràng cái đó, thì gọi là
rồi là nha dạ có chỉ phần một cái chị nha dạ đây là có nghĩa là giống như mốc mực, tức là nó cái nào ra cái đó rõ ràng như vậy. Và sau khi chi băng luôn, tức là chân chính tức là không có tà bài, không sai này là chân chính. Như vậy chữ tăng ở đây nói chung là vừa là hiền hiền, vừa là chánh cực, vừa là rõ ràng minh bạch, vừa là đúng đắn như chân như thật, thì là tăng. Cho nên cái bài đây là cái bài kinh mà trong Phật giáo nguyên thủy là đọc hàng ngày. Sutapanno bhagavato sabbada sangho, rồi là Utsupatipanno bhagavato sabbada sangho, Nyayapatipanno bhagavato sabbada sangho, Samichipatipanno bhagavato sabbada sangho. Đó là những cái câu nói mà được Đức Phật thành nghĩa. Thế thì như vậy anh có bốn cái yếu tố đó, mà bây giờ mình nói chung là bốn yếu tố đó là thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh mình dịch lại cái việc là gì? Trong lành à, trong lành là, bởi vì trong đó nó có gì Supatipanno là lành, cho nên mình vừa trong và vừa lành luôn và trong lành. Thế thì tánh là trong lành, vậy thì hành động trong lành, nói năng trong lành, suy nghĩ trong lành, đó là quy y tăng. À, vậy thì hàng ngày bây giờ mình ví dụ đi, ví dụ bây giờ cái người này tu theo tịnh độ thì tu cái pháp gì đó thì tu mình không biết, nhưng mà cái pháp tu đó nó có sáng suốt tỉnh tịnh trong lành hay không? Nếu có sáng suốt tỉnh tịnh trong lành thì tức là cái pháp đó là hướng đúng và tam bảo. Bây giờ mình tịnh độ mình niệm Phật A Di Đà là rất tốt. Nếu như cái niệm Phật A Di Đà của mình đó là hướng đến sự sáng suốt tỉnh tịnh trong lành, bởi vì cái bài Tây Phương cái sáng suốt đó cũng là cái đức của Đức A Di Đà. Cái định tĩnh á, Đức Phật A Di Đà có hai cái nghĩa, một là vô lượng thọ và hai là vô lượng quang. Vô lượng quang đó là sáng suốt, vô lượng thọ đó là định tĩnh, và cái thứ ba là thiền độ, vô lượng thanh tịnh đó cũng là trong lành. Vậy thì á, niệm Phật A Di Đà cũng có hai để mà đến ba cái yếu tố sáng suốt định tĩnh trong lành. Nghe mình thấy là bây giờ không nào cũng giống nhau, không có tông phái nào mà khác nhau hết á. À, thì phương pháp là khác nhau thôi, nhưng mà cái mục đích đến vẫn là hướng đến cái mục đích thần cùng của con đường tu tập của mình là đạt đến chỗ sáng suốt định tịnh trong lành. Đó là tam bảo. Cho nên là có cái định nghĩa như thế này, khi một cái gì mà đạt được bậc thánh là tám bảo ở trong lòng họ. Thực ra tám bảo là ở trong lòng tất cả mọi người, bởi vì cái tính chất sáng suốt định tịnh trong lần này là cái tính chất của cái tính tánh biết, của cái tánh giác của mỗi người. Mà nhờ những yếu tố này này, nhờ yếu tố sáng suốt định tịnh trong lần này mà Đức Phật đã thành, còn chúng sanh thì thành là cũng nhờ cái tánh giác này, nhờ cái tánh biết này. Mà tánh biết đó khi nào tánh biết này đã đạt đến chỗ sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn thì tức là thành Phật, thành thánh đó. Cho nên Đức Phật ngài nói rất rõ như thế này: này các vị ca, có tám pháp có thể đưa đến bậc thánh. À, bạch Đức Thế Tôn, tám pháp đó là tám pháp gì? Tám pháp đó chính là tám quy của ngũ giới. Chúng ta tưởng rằng là mình thọ tám quy ngũ giới rồi để đó chơi thôi, chứ còn cái pháp đó thấp, mình là phải tu cái gì đó tu cao siêu mới thành Phật. Mà Đức Phật ngài nói rằng là có tám pháp đưa đến bậc thánh, đó là tám quy của ngũ giới.
mà điều đó đúng không? Bởi vì nếu mà tâm quy đã đi đến cái độ mà thân khẩu ý đều đã sáng suốt đến trình tâm này, thì cũng còn thánh là còn gì được, phải không? Đã sáng suốt đến tận cùng là bao nhiêu nữa? Cho nên là đức thiền tông mới nói là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là thấy ra được cái bản chất sáng suốt đến trình tâm này đó, mà mỗi người đã chẳng có, nhưng mà lại là bị che lấp bởi cái bản ngã tham sân si, cho nên không thấy được cái bản chất thực mà luôn là thiếu sáng, luôn sáng suốt từ tự thân này, luôn là tịch tình và thoái biến. Như vậy á, thì mình thấy là quy y tăng bảo, mặc dù là cái pháp đầu tiên của một người Phật tử, nhưng mà cũng là cái pháp cuối cùng của một người Phật tử. Và cái pháp này đó thì lại là đồng nhau, cho dù phương pháp nào hay là pháp môn nào khác nhau cách mấy, người thì bây giờ cái người này thì tụng kinh Pháp Hoa, người kia thì tụng kinh Hoa Nghiêm, người nào thì tụng kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà nếu khi tụng kinh mà mình không sáng suốt định tĩnh tâm lại thì lúc đó mình chưa đi đúng theo Phật pháp. Còn nếu bây giờ mình tụng kinh thì ai tụng kinh gì thì cứ tụng kinh đấy, nhưng mà ai cũng tụng kinh mà sáng suốt định tĩnh tâm lại thì cũng đều cùng về một nơi phải không? Cái đâu phải khác nhau đâu. Cho nên là mình lại chia ra cái này cái kia, rồi mình từ tám vị tha chê người này rồi chê người đó là khác không? Mà mình là phải là cứ tên cái sự thật, cứ tên cái chân lý để mà mình tu tập, thì chắc chắn là chưa đạt đến cái sự cứu cánh cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Hôm nay có một người trả lời rằng là giới định tuệ, thì bây giờ thầy chứng minh rằng là khi mà mình quy y tam bảo là mình đã có được giới định tuệ luôn. Tại vì sao? Bởi vì cái giới mà tốt nhất là đưa đến trong lành gì nữa, cái giới mà trong lành tức là giới là tốt cái đó đó. Còn cái tâm mà nó định tĩnh tức là định rồi, và cái tâm mà sáng suốt tức là về rồi. Vậy thì sáng suốt định tĩnh trong lành, trong lành là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Vậy thì nói giới định tuệ cũng đúng, nhưng mà tại vì do cái pháp môn tu, một cái pháp môn tu đó thực ra khi mình niệm Phật, ví dụ như khi mình niệm Phật cái tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành, càng niệm Phật thì tâm càng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy tức là giới định tuệ đó. Bây giờ một người trì chú mà càng trì chú thì càng sáng suốt định tĩnh trong lành thì giới định tuệ đó. Một người hành thiền theo thiền tông hay là thiền Vipassana của Nguyên Thủy thì cũng đều là đưa đến cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là giống nhau, và cũng là duy chung một mối, đó là giới định tuệ. Trong giới định tuệ lại là phân ra thành các chánh đạo. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ đó là chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy bây giờ khi mình sống trong cuộc sống này, khi để thực hiện được cái mà quy tam bảo có đúng không, thì mình tu tập. Bây giờ tu tập phương pháp gì thì cũng được, nhưng mà cái phương pháp tu tập đó có đưa đến chánh kiến không? Chánh kiến là sao? Chánh kiến là thấy pháp như chân như thật, gọi là chánh kiến. Khi mà mình đã thấy pháp như chân như thật thì lúc đó mình mới suy nghĩ đúng. Còn nếu mình chưa thấy pháp như chân như thật á, thì mình sẽ suy nghĩ sao? Ví dụ như bây giờ sợi dây mà mình lại thấy là cũng đá, thì mình sẽ suy nghĩ là cũng đá này có thể là đánh nọ, nó sẽ hại mình. Bây giờ mình đừng có đi ngang qua đó, mình phải lấy cái gì mà mình phải đuổi nó đi, hoặc là mình đập chết nó đi. Thì cái suy nghĩ đó đều là suy nghĩ là tất cả tư duy. Còn như mà mình đã thấy cái sợi dây là đúng sợi dây, thì mình lúc đó mình sẽ biết là sợi dây này có thể cột đồ được, sợi dây này có thể làm cái này cái kia được. Thì suy nghĩ đó là suy nghĩ đúng. Vì suy nghĩ đúng là gì?
suy nghĩ đúng, tức là suy nghĩ trên cái mà mình đã thấy đúng. Mà cái thấy đúng đó, là chánh kiến. Cho nên phải có chánh kiến thì có chánh tư duy. Mà một người đã thấy đúng, suy nghĩ đúng thì người đó sẽ nói ra đúng. Cho nên gọi là chánh ngữ. Nói ra đúng được, thấy cũng đúng, suy nghĩ cũng đúng, nói ra cũng đúng thì người đó sẽ hành động đúng. Cho nên gọi là chánh mạng, chánh nghiệp. Và một người đã hành động đúng thì cái người đó sẽ sống đúng. Người đó sẽ sống đúng cho nên gọi là chánh mạng. Mà bây giờ một người đã thấy đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng và sống đúng thì tâm người đó có còn đồng không? Không, tâm người đó sẽ là an tịnh. Cho nên tâm an tịnh là tâm có tinh tấn, có chánh niệm và có chánh niệm. Như vậy thì khi mình xác suốt tình tịnh trong này là mình đã thực hiện được giới định rồi. Và khi mình xác suốt thì mình sẽ thấy đúng và suy nghĩ đúng. Khi mình định tĩnh thì mình sẽ là có chánh tinh tấn, có chánh niệm chánh định. Và khi mà mình tâm lặng thì mình sẽ có nói năng, hành động và học đúng đắn. Như vậy thì là trong cái quy y Tam Bảo đã gồm có là giới định tuệ và bát chánh đạo trong đó. Và từ cái bát chánh đạo này vận dụng ra thành đó là 37 cái pháp trời đạo. Vì sao gọi là trời đạo? Là bởi vì những cái pháp này đó là những cái pháp hỗ trợ. Ví dụ như bây giờ nói chánh tinh tấn, nhưng mà khi nói chánh tinh tấn thì nó chia ra làm 4 cái. Ví dụ như là tinh tấn là loại trừ những cái điều ác nào đã phát sinh, hay là tinh tấn đừng để cho cái điều ác nó sinh khởi, hoặc là tinh tấn phát hiện những điều thiện, hay là tinh tấn duy trì các cái điều thiện đó. Ví dụ như vậy, hay là phát huy các điều thiện điều thiện đó. Thì như vậy là chính tinh tấn nó lại sinh ra tứ tinh cần, cho nên tứ tinh cần nó cũng nằm trong là bát chánh đạo. Còn bây giờ tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là niệm thân, niệm họ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là ngay đây cái thân mình đây, mình luôn là sáng suốt, luôn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi thân mình đi đứng nằm ngồi đều sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi mình làm việc gì cũng đều định tĩnh, sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là vừa quy y Tam Bảo mà vừa thấy rõ được cái thân hành của mình như thế này. Rồi á, nhìn họ, tức là khi mình có cảm giác gì thì mình cũng rõ ràng, cũng sáng suốt định tĩnh trong lành để mình thấy rõ cái cảm họ đó. Khi tâm mình phát sinh như thế nào thì mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy rõ cái tâm của mình như thế nào. Thì cái này đó là tứ niệm xứ. Khi thiền tông, thiền tông mặc dù là nói thiền, nhưng mà trên thực tế cái nguyên lý của thiền tông vẫn là tứ niệm xứ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là tiến tấn. Tiến tấn tức là thấy rõ được thân thọ tâm pháp đúng như thực tế của nó, đúng như pháp. Thì pháp hồi nãy mình nói đó, pháp là tịch tịnh, tức là thấy ra được cái bản chất tịch tịnh của pháp. Chẳng phải là thấy cái vòng đồng của pháp mà là thấy cái tịch tịnh của pháp. Cho nên là tiến tấn thành Phật. Hơn nữa đó, khi mà ngài Huệ Khả mà đến vấn đạo với Tổ Đạt Ma, thì khi mà Tổ Đạt Ma hỏi người đến đây làm gì, người đến đây cần cái gì, thì Tổ Huệ Khả mới nói là xin ngài an cái tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói là người đưa cái tâm cho ta an cho. Thì Tổ Huệ Khả mới nhìn lại cái tâm mình. Thì lúc đấy lúc đó thấy có an được gì hết. Hồi nãy mình mới nói là xin an cái tâm
mà bây giờ thấy cái tâm nó hết, nhìn lại cũng thấy cái tâm bất an nó đâu hết. Thì ngài mới nói bạch tổ là con thấy tâm nó hết, thì Tổ Đạt Ma mới nói là ta an cái tâm cho người rồi đó. Vậy thì ở đây nếu một người thông minh một chút thì ta thấy ra rất rõ, tức là nếu mà tâm mình bất an chỉ cần ăn thuốc định tịch trong lành mà nhìn lại cái bất an đó thì hết thôi. Thì nguyên tắc là như vậy, thì bậc bậc là đúng với cái nguyên tắc mà dễ định tuệ, bậc đúng với nguyên tắc tam bảo, đúng không? Mà bậc đúng với cái nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của thiền Vipassana, sau đó mình xác định thêm một lần nữa, hồi đó là chỉ nghe như vậy và ngủ rồi một cái thì thầy trò mình ai nấy đi sống theo cách của mình, chơi cũng không phải là phải giúp tiền người phải theo thầy gì cái gì hết á. Quan trọng là ngộ ra được cái tự tánh của mình rồi á, thì bây giờ mình cứ đi hành đạo. Thì sau một thời gian rất lâu, Tổ Đạt Ma mới là gặp lại Tổ Huệ Thảo, tức là Tổ thứ nhất gặp lại Tổ thứ gì. Thì Tổ thứ nhất hỏi Tổ thứ gì như thế này: thế thì từ đó đến giờ ngươi làm gì? Lúc đó Tổ Huệ Thảo mới nói rằng là bạch tổ là từ đó đến giờ đó con là liệu thường tri. Liệu thường tri là gì? Liệu thường tri tức là thường biết rõ ràng minh bạch. Mà muốn biết rõ ràng minh bạch thì phải sáng suốt định tĩnh tâm lắng, tức là phải có Phật pháp tăng cái tâm thì mới là thấy biết minh bạch được, phải không? Tức là cái tâm mình nó phải có cái yếu tố sáng suốt định tĩnh tâm lành mới là thấy mọi chuyện minh bạch được. Trong khi đó thiền nguyên thủy đó thì có một cái gọi là thiền Vipassana. Cái chữ Vipassana là chữ Passana, có nghĩa là thấy biết là rõ ràng. Thì Vipassana cũng là tiến tấn, Vipassana thì cũng là sáng suốt định tĩnh tâm lành để mà thấy rõ các pháp như chân như thật. Thì lẽ ra là tất cả không phải đều giống nhau hết, tại con người hai thôi, chứ còn pháp là đúng hết, không có phải tại người hành sai rồi đội cho là pháp sai, chứ không phải là sai. Cũng như người ta nói là múa cùng người chê đất lạnh, tức là múa không được mà nói là phải đất gồ ghê, cho nên tôi múa không được chứ đâu phải là tại tôi múa giận. Những người ta là tu sai rồi cứ tưởng đâu là nói là cái pháp môn này sai, có cứ đừng có nhìn thấy những cái người tu sai mà cho rằng pháp môn đó sai. Cái người đó tu sai thôi chứ pháp môn sai. Bởi vì nếu pháp môn đó đúng với nguyên lý thì nguyên lý đó có dù là tông phái nào cũng là pháp tôn trọng cái nguyên lý đó. Nếu như tông phái nào mà đi ngược lại nguyên lý đó thì cũng phải còn là đồng phật hết. Có tông phái nào mà đi ngược lại Phật pháp tăng? Trong bài đó mình có chấp nhận là đạo Phật không? Không thể nào. Nói tóm lại là chúng ta có thể thấy rất rõ đạo Phật chúng ta chỉ có là một. Tất cả phương pháp tu hành tuy khác nhau bề ngoài, tuy khác nhau về tổ chức, nhưng bên trong vẫn là một. Người nào mà còn nói hai là người đó chưa thấy. Chưa thấy tháp ba đúng không? Chứ mà nếu lấy tháp rồi đó thì đâu có hai. Thí dụ như hai người có cô đây ở Huế này, anh là người ở đâu? Miền Nam đó. Nếu anh ở miền Nam á thì cái cụ mà anh gọi là cụ mì đó thì người Huế đó là gọi là cụ khác. Người Huế gọi là cụ sáng thì người miền Nam gọi là cụ mì. Thế rồi hai người là cứ ngồi một cạnh nhau. Hai người ngồi cạnh nhau. Hai người đã cùng đi mua. Ban đầu thì nói là hai người ban đầu tặng với nhau, nói là mình đi mua gì ăn sáng. Thế hai người đi ra ngoài đường mới thấy có một cái chỗ người ta bán. Mà trước khi đi thì một người nói rằng là thì cái người bạn hỏi người bạn kia đó, bạn mua ăn sáng cái gì? Nói tôi ăn của mình. Thì người miền Nam nói vậy đó, tôi ăn của mình. Cái ông kia cái còn bạn ăn gì? Nói tôi ăn của khác.
Hai ngày rồi thì hai ngày mình sẽ đi người đi tìm thắng, người đi tìm cu mẹ. Nhưng mà khi ra tới thì thấy có cái bà bán cái đồ mà cái cụ đó, cha tới mua cụ đó. Thì lẽ ra nếu mà ai mua cụ đó rồi á, thì mới biết rằng là cái cụ này mới thiệt này. Thế còn cái chữ sáng cái mì nó cái chữ đó thì người ta đặt ra đó. Cái đó đâu có quan trọng phải không? Cái thật thế này, cho nên là mình phải y cứ trên cái thật, chứ không phải là y cứ trên cái cụ mì hay là cụ sáng. Thế thì nhiều khi mình cứ chấp tâm hóa này, chấp tâm hóa kia mà mình quên rằng là mình là giống nhau. Hơn nữa đó, tất cả các pháp, tất cả các pháp thực ra không phải của riêng ai cả. Và cái tâm cũng không phải là của riêng ai cả. Nhưng mà tại vì cái bản ngã cho rằng là cái tâm của tôi, pháp của tôi, chính cái cái mà tâm của tôi, pháp của tôi mới là sinh ra đau khổ. Thế còn nếu mà cái tâm mở rộng ra để mình có thể bao dung cả bản pháp, mà cái tâm đó nó sáng suốt để thấy rõ các pháp và hình như thế nào, thì là lúc đó mình sẽ thấy chung chung có cái gì mà riêng cả. Nếu mà riêng đó, thì có bạn có ngã đó. Mà trong đầu Phật cái hồi này có ai nói là vô ngã? Vô ngã sao riêng được? Khi nào có ngã thì riêng biết không? Thế mà được, tất cả các pháp đều vô ngã sao mà riêng được? Cho nên thầy mới nói rằng là khi nào mà người nào còn chấp tâm phải thì người đó chưa thấy pháp. Người đó có quyền hướng dẫn theo pháp môn của mình, người đó có quyền là giải giải pháp môn của mình, người đó có quyền là triển khai pháp môn của mình. Nhưng mà đừng có nói rằng cái đó là duy nhất, còn mấy cái kia là không được. Đừng nói vậy. Tại vì á, con phải nói lại là cái pháp môn mà anh tiếp khai đó, nó cũng đi đúng vào cái hướng đúng Phật pháp tăng không? Còn nếu mà không có đi, mà mình nói Phật pháp tăng thì có khi nó cũng nói tôi Phật Thích Ca, còn mình bên tôi Phật A Di Đà, tôi đi ai mà ai nấy đi. Nhưng mà chỉ Phật pháp tăng là đây không phải theo nghĩa đó. Phật pháp tăng bởi vì cái Phật Thích Ca, Phật A Di Đà cũng ai mà còn tranh chấp với ai cả, bởi vì lúc đó là thành Phật là giống nhau hết rồi. Chỉ có mình mới là phàm phu tục tử mà tranh chấp thôi. Do đó nếu đã tranh chấp thì chưa thấy pháp, bởi vì nếu mà đúng thấy pháp, thấy Phật thấy pháp rồi, thấy pháp thì thấy Phật, mà thấy Phật thì thấy pháp. Mà bây giờ đã thấy Phật pháp tăng rồi, tức là một người mà đã thật sự luôn luôn hành động đó đang cái gì sáng suốt tỉnh tinh tâm lần rồi, thì khi người đó sẽ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà cái này thanh tịnh đồ tông cũng nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức mật độ tịnh. Vậy cái chính yếu của Phật pháp vẫn là Phật pháp tăng, hay là giới định tuệ, hay là sáng suốt định tĩnh tâm này. Thì bây giờ là đã 9 giờ rồi, cho nên nó là thầy chỉ trình bày tới ngay đây thôi. Thì nếu như là không có ai hỏi điều gì á, thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Còn nếu có ai mà muốn đặt ra câu hỏi gì đó thì xin mời. Cái câu hỏi này cũng rất là hay. Bởi vì cái câu hỏi này để muốn nói lên một cái điều là cái hành động ở bên ngoài ấy, nó chỉ là cái hình thức, mà cái quan trọng là cái hành động nó phát xuất từ cái tâm gì. Thì trong đạo Phật ấy, là Đức Phật Ngài nói, và trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói rằng là trong các pháp thì tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu mà đem tâm ô nhiễm mà hành động hay nói năng ấy, thì là cái nghiệp khổ, cái khổ đó nó sẽ là đi theo, như là cái con bò mà đi theo cái bánh xe của cái xe kéo. Còn nếu như mà cái người mà hành động nói năng suy nghĩ mà
thánh linh thì là sẽ có cái quả thiện, cái quả tốt đi đến cho cái việc cho người đó, cũng giống như là cái người mà đi mà cái bóng nó đi theo, tức là bóng theo hình ảnh Đức Phật là nói như vậy. Cho nên ở đây thì mình muốn nói đến cái một cái giáo lý mà đặc biệt của đạo Phật mới có, mà gần như các tôn giáo khác không có. Bởi vì nhiều khi có những cái tôn giáo thì tin vào trước định mệnh, cho rằng là thiện cái ác gì hay là cái gì cũng đều là do định sẵn hết. Nhưng mà trong đạo Phật ấy, thì nói rằng là cái nghiệp trong đạo Phật ấy, nó có một ý nghĩa rất hay, là cho thấy rằng là cái hành động hay nói năng suy nghĩ của mình nó là phát xuất từ cái tâm. Cho nên ấy, cái tâm này, nếu cái tâm như hồi này thầy có nói, nếu cái tâm mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ là hành động theo cái từ bi thị xã. Nhưng nếu mà tâm mình không sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ hành động theo cái là tham sân si mạng nghi tà kiến. Do đó thì khi mà nói rằng là trong tất cả các pháp mà tâm dẫn đầu đó, thì các pháp đây rất là nói là tất cả các cái hành động nói năng suy nghĩ gì của mình thì đều là do cái tâm của mình mà nó phát sinh ra. Vậy thì khi mà mình xét một vấn đề thì mình đừng có xét ngoài cái hình thức mà mình phải xét cái nội dung. Cho nên cái câu chuyện hôm nay mà thầy trình bày cũng nói lên ý đó. Tức là đừng có xét ngoài cái hình thức đó, là bên này tịnh độ hay bên kia mật tông hay bên kia thiền tông hay là bên nọ nguyên thủy gì cả, mà quan trọng là cái nội tâm mà cái người tu tập đó sử dụng có đúng hướng, có đúng chánh pháp hay không, có đúng với cái hướng Phật pháp tăng hay không, tức là có sáng suốt định tĩnh trong lành hay không, thì lúc đó là cái hành động đó sẽ là cái hành động tốt. Còn cái câu chuyện đó là nó nằm ở đâu thì thực ra cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu được cái ý nghĩa của câu chuyện đó thôi. Còn trong câu chuyện đó là chuyện ở trong túc sanh truyền, tức là trong cái bộ mà Chataka, mà sau này mình dịch ra là có người thì dịch ra là truyền của Phật giáo, có người thì dịch ra là túc sanh truyền. Nó nằm ở trong tiểu bộ kinh. Thì trong tiểu bộ kinh đó là kể về cái hành trạng của Đức Phật, tức là trong quá khứ, tức là Bồ Tát. Cho nên khi nào mà nói đến một cái vị nào Bồ Tát hành trạng như thế nào và làm cái gì đó thì đều là nằm ở trong túc sanh truyền, tức là trong Chataka, ở trong cái bộ tiểu bộ kinh. Nếu không có ai hỏi thêm thì thầy xin tỏ cái lời cung kính cảm ơn Hòa Thượng Thiền Trụ và cảm ơn chủ trì. Chúc cho tất cả quý vị an tâm an lạc.